Thưa quý vị và các bạn, sản xuất vật liệu xây dựng được biết đến là ngành tiêu thụ nhiều tài nguyên khoáng sản, năng lượng và phát thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường. Để khắc phục, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang được khuyến khích chuyển đổi công nghệ theo hướng tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Toàn tỉnh hiện có khoảng 40 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch xây nung, gạch xây không nung, gạch ốp lát. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đầu tư và chuyển sang lò tuyên hen di động hay còn gọi là lò đĩa. Đây là công nghệ sản xuất gạch hiện đại với nhiều ưu điểm, quy mô công suất đạt tối thiểu khoảng 60 triệu viên một năm. Do được thiết kế theo nguyên lý di động trên đường ray, có quỹ đạo hình tròn, tên tự động hóa hoàn toàn, các thao tác được điều khiển từ xa, sử dụng robot và một số khâu. Nguyên liệu chủ yếu là đất bóc thải loại ở các mỏ bìa than, than xít, xỉ lò nung, gạch ngói phế liệu. Bình quân một nhà máy đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, công suất khoảng 10 đến 20 triệu viên gạch một năm. Công nghệ này thì chính nhất là để cái môi trường là tuyệt đối đi vòng quanh gần như là không có một tí nào để mà ra ô nhiễm môi trường. Và lung thì cái lửa này thì nó cái hơi nóng này thì nó đưa ra cái buồng sấy. Sấy xong bắt đầu sấy hết thì bắt đầu nó đưa ra một cái hầm để xử lý, xong bắt đầu nó đưa lên khói, thải lên trên không khí thì gần như là nó chỉ cần một hơi nước. Như công ty của chúng tôi là mỗi 3 tháng là đánh giá tác động môi trường một lần. Dự báo những năm tới, nhu cầu vật liệu xây dựng trong tỉnh ngày càng tăng để đáp ứng với sự phát triển kinh tế xã hội đô thị hóa, để mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư, việc khuyến khích sử dụng công nghệ tiên tiến với mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, tối ưu hóa quá trình sản xuất sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đầu tư chiều sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường.